Thầy chào các em học sinh lớp 5 và quý phụ huynh. Hôm nay thầy hướng dẫn các em giải đề số 3, đề kiểm tra giữa kỳ 2 năm học 2022-2023 môn toán lớp 5. Đề thi gồm có 2 phần, phần 1 trắc nghiệm, phần 2 tự luận. Phần số 1 trắc nghiệm, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu số 1: 5,007 mấy khối được viết là. 5,007 mấy khối được viết là. Thì 5,007 mấy khối được viết là gì đây? Được viết là chính là đáp án B này. 5,007 nghĩa là 5,007. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Câu số 2. Chữ số 5 trong số 254,836 chỉ. Thì chữ số 5 trong số 254,836 là chỉ 50.000. Do đó thì câu 2 này chọn đáp án là A. Câu 3. Số thập phân gồm 32 đơn vị 8 phần 10 5% được viết là. 32 đơn vị thì phần nguyên của nó là 32. Vậy đáp án B là sai này, đáp án D là sai chưa? Còn đáp án A và đáp án C thôi. Rồi 8 phần 10. 8 phần 10 là tiếp theo là số 8, thấy chưa? Sai chỗ phải là số 8 này. Rồi 5%. 5% thì phần 10 đến phần trăm. Do đó thì phần trăm chính là số nào đây? Kế số 8 luôn. Kế số 8 là số nào này? Vậy là chính là 32,85. Vậy đây là 32 đơn vị này. 8 là phần 10 này, số nào phần trăm. Vậy là 32,85. Câu 3 là chọn đáp án là C. Câu 4. Tìm x x cộng 2,7 bằng 8,9 cộng 9,4. Bây giờ chúng ta sẽ làm bên phải trước, là x cộng bên trái là ghi lại nghe chưa, là x cộng 2,7, bên phải là 8,9 cộng cho 9,4. 8,9 này cộng 9,4. 9 cộng 4 13, viết 3 nhá, 1 nè. 8 cộng 9 17, 17 với 1 là 18. Phải là bà lại phải làm bằng 18,3 này. 8,9 cộng 9,4 là bằng 18,3. Vậy thì x cộng 2,7 bằng 18,3 thì x sẽ bằng là 18,3 là tổng trừ số hận đã biết là trừ cho 2,7. X bằng 18,3 trừ cho 2,7 này. 3 trừ 7 không được, mượn 10 là 13 trừ 7 còn 6. Phải đánh dấu phải cái này. Phải 18 trừ cho 2 trừ thêm 1 là trừ cho 3. 18 trừ 3 là còn 15. Và x bằng 15,6. Do đó thì câu 4 chọn đáp án là B. Câu số 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 mấy khối 76 đề số mấy khối bàn chấm 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 mấy khối này. Vậy chúng ta chuyển cái này về, đổi về mấy khối. Thì chúng ta phải nhớ giải đổi của mình là mấy khối đến đề xi mấy khối này, đến sân thì mấy khối đi. Từ đề xi mấy khối mà đổi về mấy khối thì chúng ta lưu ý là đổi ngược, đúng không? Đổi ngược thì chúng ta chia cho 1.000. Đổi xuôi là nhân 1.000, đổi ngược chia 1.000. Vậy ở đây là 3 mấy khối 76 đề xi mấy khối này. Vậy bây giờ mấy khối giữ nguyên là bằng 3 mấy khối. Đổi cái 76 đề xi mấy khối về mấy khối thì chúng ta lấy 76 này đem chia cho 1.000. Chỗ này đơn vị là mấy khối, đúng chưa? Bằng 3 này, mấy khối cộng cho 76 chia 1.000, chúng ta ghi là 76 đi.
Đây là ba số 0 này, vậy đếm từ bên phải qua bên trái ba chữ số 1, 2 thì chúng ta phải thêm một số 0 nữa, đúng chưa? Đánh dấu phải và thêm dấu 0 trước nữa. Thì có nghĩa là 76 chia 1.000 là bằng 0,076. Vậy cộng cho 0,076 mấy khối. Vậy 3 cộng cho 0,076 thì bằng là 3,076 đơn vị, đây là mấy khối. Vậy thì câu số 5 chọn đáp án là D. Tiếp theo là phần số 2, phần tự luận. Câu số 6. Đạt tính và tính. Đây là câu A là 5 phút 6 giây nhân 3. Thì chúng ta đạt đạt thì phải đặt trong ngoài đây chứ không đủ đâu. Chúng ta ghi là 5 này phút 6 giây và nhân cho mấy đây? Nhân cho 3. 5 phút 6 giây nhân 3. Chúng ta lấy 3 nhân 6 bằng 18 này. Cho nên là 18 giây. Rồi 3 nhân 5 phút là 15 phút. Chỗ này là ghi là 15 phút. Đó. Kết quả là 15 phút 18 giây. Chỗ này điền là 15 phút này. À, nhân cho 5 phải không? Nhân cho 5, xin lỗi, nhân cho 5 này. 5 nhân 6 30, chỗ này 30. 5 x 5 25, vậy là 25 phút 30 giây. Kết quả là bằng 25 phút này. 30 giây. Rồi. Câu B là 30 phút 15 giây chia cho 5. 30 phút này. 30 phút 15 giây. Giờ đem chia cho 5. Được chưa? 30 phút chia cho 5 là bằng 6 phút. 15 giây chia cho 5 là bằng 3 giây. Chỗ này này, đầu tiên này là 6 nhân 5 là 30, chỗ này 30 phút này, 30 phút ra này. Thấy chưa? 30 phút trừ đi là bằng 0 chưa? Bằng 0. Ừ, hạ 15 xuống này. 15 giây chia cho 5 là bằng 3 giây. 3 nhân 5 15, vậy này là 15 giây. Trừ cho 15 giây này. Chỗ này kết quả là bằng 0. Vậy thì 30 phút 15 giây chia cho 5 là bằng 6 phút 3 giây. Câu số 7. Đúng thì ghi chữ đờ, sai ghi chữ ấy. Câu A 8 năm 4 tháng trừ 5 năm 7 tháng bằng 3 năm 9 tháng. Rồi. 8 năm này. 8 năm 4 tháng đem trừ cho 5 năm 7 tháng. 4 tháng mà trừ 7 tháng không được, chúng ta phải mượn cho mượn 1 năm. 1 năm là có 12 tháng cộng với 4 là 16 tháng. 16 tháng mà trừ cho 7 là còn 10 14 16 mà trừ cho 7 là còn 9. Còn 9 tháng. Đúng chưa? 12 mượn 1 năm là 12 mà cộng 4 là 16, 16 mà trừ cho 7 là còn 9 tháng. Rồi. Vậy là 8 năm trừ cho 5 trừ 8 năm trừ cho 5 năm trừ thêm 1 nữa là trừ cho 6 năm là còn 2 năm. Vậy thì nó bằng 2 năm 9 tháng. 2 năm 9 tháng thì ở đây sai rồi. 3 năm 9 tháng là sai. Do đó thì chỗ này điền chữ là
chữ X là sai á. Câu B, 12 giờ 24 phút trừ cho 5 giờ 37 phút. 12 giờ này 24 phút điểm trừ cho 5 giờ 37 phút. 24 phút mà trừ 37 phút không được, chúng ta phải mượn 1 giờ. 1 giờ thì bằng 60 phút. 60 phút cộng với 24 phút là 84 phút. 84 trừ cho 37 đi. 84 trừ cho 37. 4 trừ 7 không được, mượn 10 là 14 trừ 7 là còn 7 này. 8 trừ 3 trừ thêm 1 là trừ cho 4 bằng 4. Vậy thì đây là bằng 47 phút. Mượn nhớ trả nghe chưa? Mượn là phải nhớ trả. Vậy là 12 giờ bây giờ trừ cho 5 trừ thêm 1 là trừ cho 6 là còn 6 giờ. Vậy bằng 6 giờ 47 phút. Vậy đúng rồi, này đúng. Câu C là 3 giờ 22 phút nhân 4. 3 giờ này 22 phút chúng ta đem nhân cho 4. 4 nhân 22 phút là bằng 88 phút. Đúng chưa? 4 nhân 3 giờ là bằng 12 giờ. Và kết quả là 12 giờ 88 phút. Bây giờ đấu tiếp tục nha. Chúng ta biết là 1 giờ là bằng 60 phút. Vậy 88 phút là bằng 60 phút cộng 28 phút. Và chúng ta chuyển cái 60 phút bằng 1 giờ chuyển qua đây là bằng 13 giờ 28 phút. Đó. 13 giờ 28 phút này đúng luôn. Câu D, 28 phút 15 giây chia cho 5 bằng 5 phút 3 giây. Rồi chúng ta chia tiếp tục chia nữa này. Mấy cái bài đây nó hơi rắc rối. Rồi 28 phút này 15 giây chia cho 5. 28 phút 15 giây đem chia cho 5. 28 chia 5 được mấy đây? 28 chia 5 được 6 lần 5 30 và được 5 thôi. 5 5 25. Đây 25 phút này. 28 mà trừ 25 là còn 3, còn 3 phút. 3 phút thì chia cho 5 không được đúng không? Chúng ta hạ xuống là 15 giây. Vậy 3 phút 15 giây thì 15 này 15 giây 15 chia 5 được mấy? Được 3 này đúng không? Được 3. Vậy là chỗ này không cần tính đâu, bởi vì 28 chia 5 là còn dư mà đúng không? Mà này sai rồi, 15 chia cho 5 được 3 này. Và chỗ này kết quả là sai. Chúng ta không cần tính đâu. 28 thấy chưa? 28 mà chia cho 5 là bằng 5 là sai đúng không? 28 chia 5 là không có hết. Do đó thì chỗ này là ghi bằng 5 là sai này. 15 chia cho 5 bằng 3 thì đúng. Cho đó là kết quả câu D là sai rồi. Câu D là sai. Tiếp theo là câu số 8. Câu 8 này. Một bánh xe ô tô có bán kính là 1,3 mét. Tính đường kính của bánh xe ô tô. Vậy thì đường kính là bằng bán kính nhân 2. Đường kính của bánh xe ô tô là gì đây?
Đường kính của bánh xe ô tô là, chúng ta lấy là bán kính là 1,3 này, tiêm nhân cho 2. 13 nhân 2 là 26, đánh dấu phải vào đây là 26, đây là make. Vậy đáp số 2,6 make. Tiếp theo là câu số 9. Có 3 xe chở gạo. Xe thứ nhất chở được 10,5 tấn. Xe thứ nhất là chở 10,5 tấn này. Xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất là 1,7 tấn và ít hơn xe thứ ba là 1,1 tấn. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tấn? Thì trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tấn thì chúng ta không biết được là từng xe chở được bao nhiêu. Ở đây thì biết được xe thứ nhất rồi, xe thứ hai chưa biết, xe thứ ba chưa biết. Do đó chúng ta đi tính số tấn gạo xe thứ hai chở được nè, số tấn gạo xe thứ ba chở được, thì chúng ta mới tính được trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu. Rồi, ý thứ nhất chúng ta sẽ tính là số tấn gạo xe thứ hai chở được. Số tấn gạo xe thứ hai chở được. Số tấn gạo xe thứ hai chở được là, chúng ta lưu ý này, xe thứ hai là chở nhiều hơn xe thứ nhất 1,7 tấn. Vậy số tấn gạo xe thứ hai chở được sẽ bằng số tấn gạo xe thứ nhất cộng thêm mấy? Hơn là cộng, thấy không? Thấy chứ hơn nha. Cộng thêm 1,7 là chúng ta lấy 10,5 này cộng cho 1,7, lấy 7 cộng 5 bằng 12, thầy cộng nhóm để cho dễ đi. Đây đây đây, 10,5 đem cộng cho 1,7, 5 cộng 7 12, viết 2 nhớ 1, 0 cộng 1 là 1, nhớ 1 là 2, hạ 1 xuống, kết quả là bằng 12,2, bằng 12,2 đơn vị là tấn. Rồi, tiếp theo là ý số 2. Là tính gì đây? Tính số tấn gạo xe thứ ba chở được. Số tấn gạo. Xe thứ ba. Số tấn gạo xe thứ ba chở được là, xe thứ ba chở ít hơn xe này này từ này. Xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất 1,7 tấn và ít hơn xe thứ ba là 1,1 tấn. Có nghĩa là xe thứ ba thì chở nhiều hơn xe thứ hai là 1,1 tấn. Vậy chúng ta lấy số gạo chở của xe thứ hai là 12,2, số tấn gạo á cộng thêm cho 1,1 thì cộng vào ra được là 12 cộng 1 13 này. 13 đánh dấu phải, 2 cộng 1 là 3, vậy là 13,3 tấn. Rồi. Rồi số tấn gạo xe thứ nhất chở được là 10,5, xe thứ hai là 12,2, xe thứ ba là 13,3. Và thì trung bình mỗi xe chở được thì chúng ta tổng lại chia cho 3. Trung bình mỗi xe chở được là, trung bình mỗi xe chở được là, chúng ta sẽ lấy là 10,5 này cộng cho 12,2 cộng cho 13,3, tất cả đem chia cho 3. Thì đây 10,5 cộng cho 12,2 cộng cho 13,3, 5 cộng 2 cộng 3 là 7, 3 là 10, biết không nhớ 1, 0 cộng 2 cộng 3 là 5, 5 nhớ 1 là 6, đánh dấu phải đi, đây là 6, 1 cộng 1 cộng 1 là 3, bằng 36.
36 mà đem chia cho 3 là còn 12. Đơn vị là tấn. 12 tấn. Vậy đáp số là 12 tấn. 12 tấn. Rồi câu cuối cùng là câu số 10. Câu số 10. Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 mét, chiều rộng 6 mét, chiều cao 5 mét. Người ta quét vôi bên trong 4 bức tường xung quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông? Biết tổng diện tích cất cửa là 7,8 mét vuông. Cửa thì chúng ta không quét vôi, do đó thì trừ ra thôi. Đề cho biết luôn rồi đúng không? Cho biết tổng diện tích cất cửa là 7,8 mét vuông. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tính diện tích xung quanh phòng học. Mà diện tích xung quanh phòng học thì bạn chu vi đáy nhân chiều cao. Và ở đây thì đây là hình hộp chữ nhật, do đó thì đáy của nó là hình chữ nhật. Vậy là diện tích đáy là bằng gì? À, chu vi đáy là bằng gì? Bằng dài cộng rộng nhân 2. Được chưa? Rồi, chúng ta tính diện tích xung quanh phòng học nè. Diện tích xung quanh phòng học. Diện tích xung quanh phòng học là chúng ta lấy chu vi đáy chiều cao, mà chu vi đáy là hình chữ nhật, thì lấy dài cộng rộng là 10 cộng 6 nè. 10 cộng 6 nhân cho 2, đây chính là chu vi này. Nhân chiều cao nữa thì ra diện tích xung quanh, chiều cao của nó là 5. 10 cộng 6 là 16. 2 nhân 5 là 10, 16 nhân 10 là bằng 160. 160 đơn vị là mét vuông. Tiếp theo chúng ta tính diện tích trần nhà đúng không? Đó. Diện tích trần nhà là diện tích trần nhà thì chúng ta lấy dài nhân rộng thôi, lấy 10 nhân cho 6, 10 nhân cho 6 bằng mấy đây? Bằng 60. Do hình hộp chữ nhật thì tất cả các mặt đều là hình chữ nhật, do đó thì lấy dài nhân rộng thôi. Đó. Rồi, vậy là diện tích cần quét vôi sẽ là gì? Lấy diện tích xung quanh cộng diện tích trần nhà trừ đi diện tích các cửa sổ là sao? Diện tích cần quét vôi Diện tích cần quét vôi là chúng ta lấy diện tích xung quanh là 160 này, cộng diện tích trần nhà là 60, đem trừ cho 7,8. Thì cái này chúng ta tính toán được là nó sẽ ra là 212,2 đơn vị là mét vuông. Vậy đáp số là 212,2 đơn vị là mét vuông. Rồi. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.